mời anh em trở lại chương trình test đồng hồ của cửa hàng em. Đồng hồ này còn nhập âm thanh bãi, có địa chỉ tại thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, nhà em cách cây xăng xã Đại Đồng 70m các bác ạ. Bên em có ship hàng toàn quốc, anh em xem hàng thì có thể qua trực tiếp địa chỉ nhé. Bên em bán rất là nhiều đồng hồ quạt nhật âm thanh bãi đó, em còn cửa hàng âm thanh bãi đó rất là nhiều, bên trên bên dưới đồng hồ treo tường, đồng hồ cây, đồng hồ vai bò rất là nhiều, nhiều lắm anh em. Tại hàng những hàng nguyên mộc chưa có dọn đã lên, đã lên thì bán với giá là 4.700.000 đồng một con anh em nhé, còn những con tạo cúc thì hơn 5 triệu. Và sau đây xin đi quay chi tiết và giới thiệu anh em về một con đồng hồ Kenji mặt tròn mới về anh em nhé, giá rất là hợp lý, hình thức đẹp, chuông hay, vỏ nó không có bị vỡ bể, nhưng mà do tây người ta quét một cái lớp sơn đỏ đỏ lên nên em về nhà em lau đi, em hơi đánh lại sạch sẽ một chút. Con này nó kính rào kim cương các bác nhá, kính rào kim cương rất là trong, mặt số con này cũng rất là đẹp anh em nhé, mặt số rất là đẹp. Nếu mà dòng Kenji mà mặt số như này là quá ok rồi. Đây em đang còn quay bằng đèn black, máy Kenji một công thép, một công đồng bạch và 7 công thép, đầu búa còn rất là đỏ, máy rất là vàng, em có chụp ảnh máy ở trên Zalo. Em có chụp ảnh máy lúc khi em chưa lau dầu luôn đấy, rất là vàng. Bảo đảm anh em là chuông hay tuyệt vời. Vỏ lắp xoáy các bác nhá, vỏ lắp xoáy, thùng không có vỡ bể, kính rào. Giới thiệu anh em những con đồng hồ giá bình dân, ví dụ như con này là con mau thế, con mau thế giá cũng hợp lý, mã số 611 với giá 6.500.000 đồng. Hôm trước em đã test video, hôm nay không test lại. Con này đi giới thiệu với anh em con đồ cỏ, con này cao được tầm hơn 90, gần 1 mét đây anh em nhé, cỏ lắc đồng mặt men. Con này dòng cỏ chuông cũng đánh 15 phút một lần, duy nhất là nó chỉ có 2 thanh xăng tiện này, nó có một vài nốt tâm. Một vài nốt tâm của một kiểu như mọt nước ấy. Còn lại tất cả nguyên zin, quả lắc bằng đồng. Cực kỳ đẹp mặt men. Côn bính bo, chuông đánh bính bo. Mười năm phút đánh chuông một lần. Nó ba tiếng bính bo này.
15 phút này đánh 1 tiếng, nửa tiếng đánh 2 tiếng và 45 phút đánh 3 tiếng. Và nên đây là nó điểm giờ, 8 giờ điểm 8 cái. Con này rất là đẹp luôn anh em nhé. Đây là giới thiệu với anh em những dòng phân khúc bình dân. Con nào mà thích chơi chuông bính bong to thì chọn cho mình con Jizu Han này, mã số 404 với giá là 3.900.000 đồng. Con này chuông rất là to, mặt 20, chuông bính bong. Con này Jizu Han của Đức. Và sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu với anh em là về chiếc hồ quảng của Đức. Con này của Đức nhá, nó của hãng Photoloy của Đức, chưa hai bản nhà, chưa một bản nhà. Con này nó được thiết kế nguyên zin bên Tây. Thùng thì bao cho anh em là đẹp xuất sắc, thùng không có điểm gì chê. Máy thì nó thiết kế hơi dị dạng một chút. Nó có 8 búa nhưng nó có 7 côn thôi anh em nhé. Chuông đánh hơi nhỏ một chút anh em ạ. Kéo lại hình thức đẹp, độc vỏ này đã đủ giá, gần đủ giá rồi. Anh em nào mà con 36 thì chuyển sang thì ngon. Đây là dòng phân khúc bình dân. Chuông đánh thì không to lắm nhưng mà được cái hình thức đẹp. Em thì làm video thực hư xấu đẹp này em nói rõ luôn. Vỏ em cam kết với anh em là đẹp xuất sắc luôn nhá. Và vỏ này cao, được tầm hơn 90, tầm 90cm đấy. Vâng, em cũng xin cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.